Nếu mình nói rằng tu tu tâm mà chính mình cũng chưa biết tâm mình ra sao nữa thì lấy gì mình tu? Mình biết mình còn tham không? Mà tham nó cũng nhiều loại tham đó. Tham bự, tham nhỏ nhỏ, tham vừa vừa, hay là mình chỉ tham danh, hay là mình chỉ tham lợi, hay là mình cũng không tham danh tham lợi, mình chỉ tham ăn, hay là mình cũng không có cần tham ăn, mình chỉ tham ngủ. Tại vì tham nó chi tiết lắm. Còn cái chuyện như nó là buồn ngủ mà đi ngủ thì không phải là tham ngủ, mà cái đó là nhu cầu của cái thân, cho nên phải đi ngủ. Đói bụng mà phải ăn, đó là nhu cầu của cái bụng, cái ăn để giữ sức khỏe. Nhưng mà khi mình ăn mà mình đòi hỏi phải thế này, phải thế kia, hoặc mình chê khen, thì mình biến cái nhu cầu nó thành ra cái tham. Lẽ ra bình thường mình nói chỉ nhu cầu muốn ăn thôi mà, thì bắt đầu có ăn một cái thì chúng ta quy định cái này phải ăn với cái này nó mới ngon. Thí dụ vậy. Mà không có, chúng ta vẫn ăn mà chúng ta cứ lằng nhằng, chúng ta nói hoài, thì biến cái nhu cầu nó thành ra cái tham cầu. Mà hãy cái gì tham cầu thì bắt đầu nó thành khổ. Chứ còn đói bụng mà đi ăn là không có khổ. Và ăn mà biết ăn vừa cái bụng mình cũng không khổ. Mà lỡ nó ngon quá mà ăn hơi nhiều chút, bắt đầu đi cái bụng ra trước, thì bà nói trời, ăn xong cái trang ban nó mệt. Và thậm chí nếu mình ăn vừa xong mà phải có một chuyến đi lên xe ngồi thì cũng khổ. Cho nên mình ăn vừa chừng. Và thậm chí mình ăn mà mình cũng phải biết sau bữa ăn này mình làm gì. Có đi xe không? Có đi xa không? Hay là mình phải làm việc, thì để mình biết lường cái ăn. Nếu đi xa mà ăn không cẩn thận thì sẽ gây rắc rối trên chuyến đi. Mình cứ biểu tài xế ngừng hoài, hỏi chi vậy? Để tôi làm việc, xả nước cứu thân. Người ta làm anh hùng, người ta xả thân vì nước. Còn mình nó tiểu anh hùng, cho nên chỉ đi xả nước cứu thân. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta là khi chúng ta quán về thân, chúng ta cũng phải giáo hóa cái thân mình. Giáo hóa cái thân mình để cho nó thích ứng ở mọi hoàn cảnh. Thí dụ mình ở một cái chỗ nóng thì mình đi chơi mình sẽ mang quần áo như thế nào để cho nó phù hợp với cái nóng. Giống như Pháp Hòa biết đó, là kỳ này Pháp Hòa sang Thái Lan trời sẽ nóng. Nhưng mà cái ngày Pháp Hòa ra cái trường là trời Canada rất lạnh, ngày hôm đó là bão tuyết trước một ngày. Cho nên mặc cái áo lạnh thiệt dày, ra tới phi trường thì tháo cái áo đó ra gửi lại cho chú tài xế. Nói thôi giờ vô phi trường đem về áo giùm, nhưng mà nhớ ngày đón, nhớ cầm áo ra. Quý vị hiểu ý ha. Vì nếu Pháp Hòa na cái áo nó sang qua tới đây á, thì quý vị phải nói tôi đâu có ngờ ông khùng dữ vậy. Quý vị hiểu ý mà đó không? Như vậy thì khi chúng ta nói là chúng ta tu tâm chưa đủ. Nội cái tu tâm là một quá trình thôi. Bây giờ mình chỉ nói nội cái chuyện tu thân thôi. Nếu chúng ta không biết tu thân thì chính cái thân chúng ta khổ. Và khi cái thân mà khổ rồi thì tâm nó vui nổi không? Chắc chắn là không. Cho nên tuy chúng ta nói thân tâm, nhưng thật ra nó là nhất như nó là một. Thân có khỏe thì tâm mới an. Mà tâm có an thì thân mới khỏe. Ví dụ như có những vị náo nức, nôn nao để sang đây, và khi được gặp rồi, quý vị gặp nhau rồi, được tới khóa tu rồi, quý vị vui và thậm chí quý vị quên cả cái mệt, quên cả cái đói bụng. Bằng chứng hôm qua là đang xếp hàng lấy thức ăn, thấy mấy thầy tới cái dục dĩa chạy hết. Em nói có sách à. Thì quý vị hiểu rằng như vậy Phật giáo, giáo cái gì? Nếu nói mình Phật giáo mà giáo cái gì? Phật đâu có dạy mình chỉ tụng kinh, chỉ ngồi thiền. Mà cái thiết thực nhất là chúng ta trở về, chúng ta nhận diện
cái thân mình nó cần giáo hóa cái gì và cái tâm mình nó cần giáo hóa cái gì. Để chúng ta làm cho thân tâm được cảm hóa thì chúng ta đúng nghĩa là Phật giáo. Phật giáo không phải là một tôn giáo. Ngày nay chúng ta nói tôn giáo, Phật giáo mượn từ đó để nói, để đồng với tất cả mọi người. Vì thế giới người ta nói tôn giáo thì mình cũng nói tôn giáo. Cái này trong giáo lý gọi là gì? Thế giới tất đàn. Trong tứ tất đàn, thế giới ta nói vậy. Thế giới ta nói có năm tháng ngày giờ. Ví dụ Pháp Hòa nói thưa đại chúng, bây giờ là 10 giờ sáng ở Thái Lan. Nếu Phật tử Canada chỗ Pháp Hòa đang ngồi coi livestream, nó thầy nói bậy, giờ 12 giờ khuya rồi. Tại ở đây bây giờ là 10 giờ sáng thì ở bên chỗ Pháp Hòa là 12 giờ khuya. Rồi bây giờ quý em cũng đang buồn ngủ, nhưng mà tại vì mọi người ở đây đang thức, mình phải thức theo, phải làm việc theo, thì gọi là thế giới tất đàn. Chữ tất đàn là gì? Là để thành tựu. Bây giờ người ta tổ chức một khóa tu về giờ của mình lên trình diễn là giờ này. Nói không, tôi đi ngủ, tại vì tới giờ tôi rồi. Thì gì? Thì mình không vì thế giới, mình không vì mọi người, người ta nói vậy, mình nói vậy, người ta sống vậy, mình sống vậy. Cho nên hôm nay quý vị có lỡ được ban tổ chức sắp một cái nơi nào nó không được như ý mình, quý vị cũng nhẹ nhàng. Vị nhân tất đàn, ta sao mình vậy? Để thành tựu chứ. Bây giờ tự nhiên nó tôi muốn ở chỗ tốt thì tự nhiên mình làm cho cái không khí này nó hơi chút. Cho nên nhiều khi trong gia đình của chúng ta, chúng ta cũng vì một đứa con của mình, mình nhẫn việc này, mình nhịn việc kia để cho cái nhà mình nó yên thấm, nó mát mẻ, đừng có sanh chuyện mỗi ngày. Cũng vì mọi người mà sống như vị nhân tất đạt, thế giới tất đạt. Thế giới người ta nói như vậy, mình nói vậy. Thí dụ như ở Việt Nam mình thờ ông Thiên, nhà nào cũng có ông Thiên hết. Nhưng mà ông Thiên của mình chỉ là cái bàn ở trước cửa nhà, có một cái lư hương. Bữa nào mình sang thì cắt bình bông trang mình cắm mình cúng, còn bình thường ra thắp nhang thôi. Thì bàn thờ ông Thiên của mình không có tượng. Nhưng mà quý vị qua Thái Lan, quý vị thấy bàn thờ ông Thiên có tượng. Cái tượng bốn mặt, đó là vị Phạm Thiên mà người ta tạo cái tượng đó. Như vậy thì tất cả các cái tượng mà chúng ta thờ, dù là ông thần tài, ông địa, ngay cả Đức Phật của chúng ta, đều do sự tưởng tượng của mình mà ra, chứ còn không ai biết ông địa ra sao hết. Thấy ông nào bụng bự có râu cầm điếu thuốc cho ông địa, vậy thì ngồi trong này nhiều ông địa lắm, nhiều ông địa và nhiều bà địa lắm. Và ông địa Việt Nam là tay cầm quạt nắng cái tượng ông địa, phải nhớ chừa cái lỗ nghe để ghim điếu thuốc lá. Nhờ ông địa Tàu không có nha. Cái đoàn lân người ta múa mỗi năm, chỉ có lân Việt Nam mới có ông địa, lân Tàu không có. Cho nên lân Việt Nam phong phú, có ông địa. Bây giờ một số đoàn lân Đài Loan, Trung Quốc múa ở hải ngoại bắt chước Việt Nam, có ông địa. Như vậy thì họ cũng vị nhân không? Họ không có, nhưng mà giờ thấy ông địa mình dễ thương quá, họ nắm địa mình vô. Thí dụ vậy. Nhưng mà ngược lại mình đâu có múa rồng, mình chỉ có múa lân thôi, chứ không có múa rồng. Giờ mình cũng cầm rồng mình muốn múa vậy đó. Cho nên đó, thế giới ta sống vậy, ta vậy. Cho nên Phật giáo không phải chỉ hướng dẫn mình, hay là mình nói là tu tâm. Vì tu tâm cho nên mình thờ ơ với cái thân của mình. Cho nên rồi một ngày nào đó, ở dưới nghe có rõ không? Vẫn còn nghe được không? Vậy thì bây giờ Đức Phật dạy, nếu như mình tu tập như thế nào
để mình chỉ có cái phần tâm thôi, mà chúng ta không có cái phần thân. Vậy thì tu thân tu tâm, hay là có nhiều khi mình thân vui mà tâm không vui. Cái này nó giống Pháp Hòa, nó sắp hết pin. Đức Phật dạy có bốn dạng. Có nhiều khi thân vui mà tâm không vui. Có nhiều khi tâm vui mà thân không vui. Có nhiều khi cả thân cả tâm đều không vui. Có nhiều khi thân tâm đều vui. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy rằng ở mặt thân mình có vui không, ở mặt tâm mình có vui không, và vui vui cỡ nào, sao gọi là vui. Thí dụ hỏi thân có vui không, nó dạ bình thường. Muốn vui không, bắt đầu mở nhạc rồi nhảy đầm mà kêu là thân vui, dạ không. Bây giờ mình nhìn lại cái đời sống thường ngày của chúng ta, về cái mặt vật chất, chúng ta có cơm ăn, chúng ta có áo mặc, chúng ta có nhà ở. Vậy thì chúng ta về cái mặt thân chúng ta đã có phần vui. Cái quan trọng là chúng ta biết nhìn nó, tiếng Mỹ gọi là appreciate, tức là trân quý, biết quý trọng những cái gì mà chúng ta đang có, để chúng ta vui với cái chúng ta đang có, ở về cái mặt thân. Người khi mà người ta viết chữ phúc á, thì chữ phúc, ở trong chữ phúc nó có một cái bộ phúc. Một bên đó người ta có một cái bộ lễ, rồi bên này người ta có một cái mái nhà, ở dưới có chữ nhích, rồi chữ khẩu thì chữ điền, nguyên cái bộ bên này và chữ phúc. Hay là người ta viết chữ phú, phú là phú quý á, thầy Minh Phú đó. Thì thầy Minh, chữ phú này là giàu có, thì chữ giàu, trong chữ giàu này nó có cái bộ phúc. Và người xưa đã làm một cái câu thơ: trong nhà có một miệng ăn, ruộng thì một khoảnh, quanh năm dư thừa. Chỉ hai câu đó thôi, người ta viết lên chữ phúc. Tại vì ở trên này chữ miền là một cái mái nhà. Nhưng mà nếu mà mái nhà này có người ở, có người ăn cơm và có ruộng thì đây là phú. Nhà mà có người ở, có một có người ở, có ăn cơm, có ruộng để làm thì là phúc rồi, là giàu rồi. Viết một chữ nóc nhà, dưới này một người, dưới này cái miệng, dưới này chữ điền. Trong nhà có một miệng ăn, ruộng vườn một thỏa, quanh năm dư thừa. Chỉ hai câu thơ đó, người ta viết lên một chữ phúc. Vậy thì phúc là khi chúng ta có chỗ ở, khi chúng ta ăn vẫn còn ngon, khi chúng ta sống mà chúng ta biết bằng lòng với những gì chúng ta có. Ai có dịp đi Ấn Độ, quý vị ta thấy có những người ta nghèo, ta có một khoảnh đất rất nhỏ, ta trồng đủ vài cái bắp cải, bà cải bông cải, để người ta nấu cà ri ăn mỗi ngày, người ta cũng đủ hạnh phúc. Thậm chí có người không có đất, người ta có một cái chòi người ta ở, ta cũng hạnh phúc. Cho nên đứng trên phương diện tu thân thì Đức Phật nói để có thân vui, chúng ta trở về, chúng ta quán lại cái đời sống hiện tại chúng ta. Nếu mà nói cho cùng thì mình có dư giả những cái điều kiện mà đơn giản. Người ta có một miếng ruộng, mình có mấy miếng. Ví dụ như người ta chỉ mỗi ngày kiếm được một lon gạo ăn, mình cả tủ gạo, cả thùng gạo, mình dư thừa. Vậy thì bây giờ nếu để cho cái thân này nó vui, ngoài có đủ rồi, chúng ta phải biết cách sử dụng, cách ăn uống như thế nào, cách chi dùng như thế nào, để cái thân này nó không khổ.
Cho nên Đức Phật không có dạy chúng ta chỉ tu tâm mà quên tu thân. Mà tu thân không có nghĩa là mình bồi dưỡng, trang trí cái thân này, mà chúng ta biết dưỡng thân. Ăn như thế nào để nó không có bệnh. Ví dụ hồi đó, hồi trẻ mình ăn cái gì cũng được hết. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì tự động cái món hồi trẻ mình ăn đó, giờ già rồi mình tiếc bớt lại, sồn sồn bớt lại, mà già rồi mình tuyệt luôn. Ví dụ như quý vị đi nước lạ mà không biết mình sao, cho nên thôi cái gì mà lạ lạ không dám ăn, nhất là những thức ăn bên ngoài đường. Mình chưa biết, mình biết mình cái thân mình không được khỏe, và mình không phải ở cái khu vực của mình đang đi một chuyến đi xa, thì tự mình biết bảo hộ cái thân mình để mình đỡ cực. Mà mình cực mình thì cũng cực cho người khác. Ngày mấy ngày mới tới chỗ lạ của Hòa, ít có dám ăn cái gì mà tạp nhạp lắm, vì mình chưa biết cái bụng mình nó quen không. Rồi từ từ mình làm quen dần dần rồi mới tính. Thì như vậy thì mình dưỡng cái thân, để vì cái thân này mình còn làm việc. Còn thí dụ bây giờ Pháp Hòa mà lỡ Pháp Hòa bệnh, Pháp Hòa nằm phòng đó, thì quý vị đến đây quý vị sẽ buồn, sẽ thất vọng. Nói không, quý vị tu tâm mà bận gì. Nói vậy cũng không được. Cho nên để chúng ta có được cái thân vui mà tâm không vui, thì chúng ta biết nhìn lại mọi cái hoàn cảnh. Để cái tâm mình vui, mình tập quán chiếu bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể có mặt được. Có một cái bài thơ chữ Hán mà Pháp Hòa dịch lâu lắm rồi mà không có nhớ. Thì hôm rồi đi lên đến giảng ở bên New York, thì cái vị Phật tử đó trong một bài giảng đã nghe lại cái bài dịch đó rồi viết ra thành một cái bức thư pháp để treo trong nhà. Vô tình Pháp Hòa tới nhà đó thì anh mới chỉ thầy nhớ cái câu này. Pháp Hòa thì quên, không nhớ, mà anh nhờ cái lúc anh ghi ra thì Pháp Hòa mới đọc lại cái câu đó. Chốn an lạc là khi mình biết đủ, hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay. Chén trà thô vui cơm bạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Hồi đó mình dịch xong cái bài đó rồi mình đọc xong lần rồi bỏ qua, không nhớ. Nhưng mà người khác nghe được, nhớ và giữ lại cái bài đó. Và hôm nay Pháp Hòa đọc lại cho quý vị nghe. Cái câu này là cái người biết quân bình cả thân và tâm. Chốn an lạc là khi mình biết đủ. Biết đủ thì mình an lạc. Mà làm sao? Cái đó là về cái mặt thân đó. Về mặt tâm là hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay. Chén trà thô vui cơm bạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Hôm qua đến đây, thầy trưởng ban tổ chức dẫn đi xem một vòng. Thì cái chỗ này nó không có phải là một cái chỗ sang trọng. Thì thầy mới nói cái chỗ này nó không có sang trọng. Thôi thầy thông cảm qua, nói không, như vậy mình mới thích. Tại vì miễn làm sao có đủ chỗ cho mình sinh hoạt, mà cái cảnh thiên nhiên như vậy, sáng ngủ dậy mình ra mình nhìn cảnh mình cũng thích. Cho nên ở cái chốn này yên lắng, trước cửa phòng mình có cái ao, có những cái bụi cây, mình ra mình ngồi là đủ vui rồi. Tại mình ở đây có 3 ngày mà. Cho nên Đức Phật dạy làm sao để chúng ta đừng có bị thân vui mà tâm không vui. Sở dĩ tâm không vui là chúng ta chỉ sống bằng cái vật chất, cái quần, cái áo, cái ăn sang, ngủ, đời sống vật chất sang trọng. Thì cái này mình thân vui. Nhưng mà chắc vui không? Nếu mình không có cái tâm mình, nó không có biết quán chiếu, thì không bao giờ mình an hưởng, biết đủ. Thành tử ra mình chỉ sống chạy theo cái bên ngoài mà mình gọi, tạm gọi là thân mình vui, nhưng mà chưa chắc tâm mình đã vui. Còn nếu tâm mình vui là mình biết nhìn, biết quán mọi hoàn cảnh, biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Cái gì mình cũng có thể mình
tư duy mình chấp nhận, mình tiếp xúc được nó. Cách đây mấy ngày trước khi bay qua đây đó, thì ở chùa Phổ Hòa có mấy chú tiểu mới lấy một cái chén nước sái tịnh đẹp lắm. Không biết ai đi Việt Nam, mấy thầy đi Việt Nam về thỉnh được một cái chén sái tịnh. Cái chén nước á, thay vì mỗi lần có lễ cái mình đi la, cái mình múc đại cái ly nước ở trong một cái ly vậy nè, rồi cái bỏ cái bông vô làm lễ sái tịnh, thì giờ ta có làm ra cái chén đẹp lắm. Mấy ông bắt chước thầy lấy cái ly đó ra rồi bắt ấn sái sái, rồi ông này dành sái, ông kia dành sái, sái sao cái ly bể mất tiền, rớt bể. Rớt để xong rồi thì mấy thầy mấy sư huynh biết được, cho nên kêu lại rầy rầy rồi bắt lên sám hối. Thì nhân cái cơ hội đó, Pháp Hòa mới nói với mấy thầy mấy chú, cái quan trọng là các thầy các chú là nói cái lời xin lỗi sám hối. Xong Pháp Hòa mới nói, trong cuộc đời này có những cái con làm xong con xin lỗi, điều đó tốt rồi. Nhưng con phải nhớ rằng không phải mình xin lỗi rồi thì sự việc đó được giải quyết. Tại vì một lời xin lỗi ngắn gọn của mình là xong, nhưng mà cái tác hại còn lại của nó rất lớn. Ở đây chỉ là một cái chén thôi, mặc dù thầy có tiếc, nhưng thủy chung nó cũng là cái chén. Nhưng nếu không có cẩn thận thì cuộc đời này mình sẽ còn làm rất nhiều những chuyện mà câu xin lỗi không đủ để đền bù. Dù người ta có thương mình, người ta chấp nhận lời xin lỗi mình, nhưng cái tác hại, cái hậu quả khổ đau nó còn nằm đó. Ví dụ cuộc đời của con không biết sử dụng đúng, con đã sử dụng cuộc đời mình một cách vô ích, thì khi mà con 30 tuổi con hối hận, con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, con đã phí cuộc đời con hết 20 năm, 30 năm thì cũng được đó. Nhưng mà mình không trở lại cái tuổi trẻ đó được nữa để mình làm lại. Nhưng mà may mới 30 nó hối hận, lỡ mình tới 50, 60 thì sao? Ở đây chị Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, vì trong cuộc đời này không phải mình làm cái gì xong rồi cái xin lỗi tiếng là xong, mà chúng ta thiếu cái phần tư duy quán chiếu việc làm này nó tác hại như thế nào về lâu về dài. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần để ý, để chúng ta giữ được cái tâm vui, mà chúng ta gọi là tâm vui mà thân không vui, hay là thân vui mà tâm không vui. Cái nào cũng không được, thân vui mà tâm không vui cũng không được, mà tâm vui mà thân không vui cũng được. Mà làm sao thân tâm đều an vui? Mà để có được cái thân tâm an vui này, ngay cái thân chúng ta phải điều chỉnh, ngay cái tâm chúng ta cũng phải điều chỉnh. Mà điều chỉnh cái tâm của mình là bằng cách nào? Bằng biết đưa cái tâm mình xuống mọi sự việc để chúng ta an với nó. Cái ngày mới tới, buổi chiều rủ nhau đi chơi, Pháp Hòa thì không sao hết, đi cũng được, không đi cũng được. Nhưng mà Pháp Hòa nói thôi, lâu lâu mấy thầy bên nhà, hôm nay quý thầy đi là toàn là sanh đẻ Việt Nam, trưởng thành ở, xin lỗi, sanh ở bên Canada, lớn lên ở Canada, cho nên có rất nhiều thứ chưa biết. Quý vị biết trên đường đi Pháp Hòa thấy cái gì lạ lạ trên đường đi, Pháp Hòa kêu Pháp Hòa chỉ. Đó, cái đó là cái nhà sàn người ta ở như vậy đó. Hồi nhỏ thầy ở Việt Nam, thầy cũng có từng đi tới cái nhà và nói kể cho mấy thầy nghe. Cho đến bây giờ bên Canada cũng vậy, mỗi lần ăn cơm mà có cái trái cây gì lạ trên bàn là Pháp Hòa đều hỏi, biết trái gì không? Trái này là trái măng cục hay là trái chôm chôm? Lần nào cũng nhắc như vậy, để chi? Để không quên cái gốc. Thì khi mà chiếc xe có 7 chỗ ngồi mà ngồi gần 20 người thì quý vị nghĩ là nhét cỡ nào? Nhưng mà lúc đó tại sao mọi người ai cũng không có phiền não gì hết, mặc dù ngồi rất là chật chội? Thì lúc đó tâm vui nhưng mà thân có cực. Nhưng mà tại vì cái tâm mình quán vô, mình gia cái tâm mình vô, mình nói là sao?
đi chơi là chính, chật chội là bù. Cho nên không có gì khổ. Vậy thì cái tâm của mình á, nó vượt ngoài cái đó, trí tuệ vượt tầm pháp giới. Hồi nãy mình đọc cái lời nguyện, cái lời mình tán tụng Đức Phật, trí tuệ vượt tầm pháp giới. Cái trí tuệ của mình nó vượt lên những cái bình thường. Quý vị nhìn xuống, quý vị thấy có những bác lớn tuổi mà không quản ngại đường xa, đi bay qua đây rồi đi xa, đâu phải vô cái đi liền, phải chờ đợi đủ thứ, biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mới có mặt được ở đây. Đáng lý ra giờ này cho nhà nằm nghỉ, dựng dậy 5 giờ sáng rồi ngồi đây tới tới giờ này, mà còn dài dài cho tới chiều nữa. Nhưng mà có lẽ quý bác có mệt cái thân, nhưng mà không mệt cái tâm. Và chính cái tâm nó không mệt, cho nên nó làm cho cái thân mình chịu đựng được. Cái tâm này nó vượt ngoài, nó làm cho cái thân không có bị lụy theo nó. Ở nhà là nãy giờ nằm rồi đó, nhưng mà ở đây suy nghĩ tới nằm thì uổng. Nghĩ này nghĩ kia, cho nên rồi không có bị khó khăn. Vậy thì cái mà chúng ta quân bình được là cái quán chiếu của mình. Làm sao chúng ta lấy cái sự tu tập. Quán là gì? Mình nhìn sâu. Chiếu là mình soi vào đó, để mọi sự mọi việc nó an theo cái mình nghĩ. Có những cái mình thấy nó không được, nhưng mình suy nghĩ tích cực là nó được. Cho cái suy nghĩ tích cực nó rất quan trọng. Mình nghĩ mình làm không được mà mình đã làm được. Và trong cuộc sống này, quý vị nhìn lại coi có phải rằng quý vị đã thành tựu được nhờ những cái năng lực. Cho nên bất cứ một cái thành công nào, nó không phải là cái thành công, mà sự thành công đó chẳng qua là một quá trình. Phong và ví dụ nha, hôm nay quý vị đặt chân được tới ngồi đây là một quá trình suốt mấy tháng qua, sắp xếp giờ giấc đủ thứ hết, rồi phải đi một cái chuyến bay, rồi ngồi trên xe đủ thứ hết để tới đây, đúng không? Tới đây rồi quý vị nói thôi tới rồi, khỏe rồi, tới đây rồi, thì cũng là một quá trình thôi đó. Quá trình từ mấy tháng ghi danh cho tới giờ phút này ngồi đây thì cũng là một quá trình thôi. Nhưng chuẩn bị thêm một quá trình kế tiếp là phấn đấu suốt 3 ngày. Rồi sau 3 ngày mãn khóa tu, cái mình nói ô tôi đã qua một quá trình 3 ngày rồi, chuẩn bị ngang quá trình trở về nhà, bắt đầu một cái chuyến đi trở ngược lại, đi ra phi trường rồi check in rồi qua hải quan vân vân để trở về. Và cuộc sống mình hết quá trình này, hết một thành công này thì lại một thành công khác, một quá trình, phải không? Nói bây giờ mình bắt cái dọn một cái bữa ăn, nấu một nồi cơm, thì khi có được một nồi cơm phải đi qua một cái quá trình vo gạo, đồng nước, nấu, chờ. Thành được cái nồi cơm cũng là một quá trình. Có được một nồi canh của một là một quá trình. Cho nên tất cả mọi thành công nó chả thành công gì hết, chẳng qua là một quá trình thôi. Mình thấy được như vậy, cho nên mình sao? Không bao giờ tự mãn và không bao giờ tự cao. Và mình thấy rằng cuộc sống của mình mỗi ngày là một quá trình. Nhiều khi mình chưa chắc ngày mai cái công trình mình còn được tiếp tục không. Mới đây có một em gửi cho qua một cái thơ: thầy ơi, thầy thường nói giữa cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Con chưa hiểu ý. Tại Pháp Hòa hay quán như vậy đó. Pháp Hòa hay quán là giữa cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Nhiều khi mình hẹn người đó mai mình gặp, nhưng mà chắc mình có được cái ngày mai không? Hay là cái chết nó tới trước ngày mai rồi? Đơn giản vậy thôi. Thì thấy như vậy cho nên mình sẽ cắt bớt được những cái hờn giận vu vơ, những cái trách móc không cần thiết, những cái phiền não mà nó làm cho mình rối lắm. Và tự nhiên mình có được một cuộc sống khả dĩ, tuy chưa là gọi là hoàn hảo, nhưng không đến nỗi khổ đau. Thì như vậy thì mình làm sao mỗi ngày thân tâm của mình, thậm chí mình không biết là mình không dám nói là một cái quá trình trăm năm, nhưng mà ít ra mình phải có quá trình tu tập an vui mỗi ngày.
Cho nên mình tu quá mà mình không thấy an lạc là biết mình tu hơi sai rồi đó. Tu mà chưa biết mình, chưa thấy mình an lạc là mình hơi trật đường rồi đó. Mình làm sao mình tu mình có thấy niềm vui? Thí dụ quý vị làm Phật sự mà quý vị không vui là quý vị biết cái Phật sự này nó something wrong. Tại vì khi mình làm Phật sự là sự của Phật, nhưng mà mình lấy coi sức của con người mình làm, mình lấy sức con người để mình làm việc Phật thì là nhân sự, phải không? Mình lấy nhân sự, mình lấy nhân lực để mình làm việc Phật sự trên lệnh. Như vậy thì nhân lực phải có Phật lực, phải có pháp lực, mình mới đủ việc làm Phật sự. Tại vì nếu không, mục tiêu đề là Phật sự nhưng mình lấy cái sức của con người, lấy tâm của con người, mà tâm con người là tâm sao? Vui buồn bất thường, phiền não đủ kiểu, có danh có lợi đủ kiểu. Cho nên mình làm hồi mình biến Phật sự thành ra ma sự mà chính mình cũng không biết. Chính mình cũng không biết. Vì sao? Vì mình thiếu cái tư duy, mình thiếu cái quán chiếu nhìn lại. Cho nên Phật dạy á, khi mình làm việc gì trước khi làm phải suy nghĩ. Trước khi làm phải suy nghĩ. Trong khi làm phải suy nghĩ. Muốn làm việc gì phải đắn đo, phải biết mình làm việc gì để mình chuẩn bị chứ. Quý vị đi, có những Phật tử đi suốt cả 7-8 ngày nha. Nhưng mà đến cái phi trường rồi á, check in khách sạn ở đây rồi á, biết vô trong đây 3 ngày. Cho nên Pháp Hòa nhắc qua nói lấy hành lý nào đủ 3 ngày thôi, rồi tất cả cái nào dư mình để lại khách sạn, tại vì mình còn trở lại đó nữa. Ở 3 ngày mà khiêng nguyên cái tài sản 10 ngày của mình theo, nó vừa nặng vừa cực, mà na tới na lui cũng nhiều đó. Thành nữ ra mình làm một cái việc gì, chỉ cần mình gia tâm vào đó một chút thôi, việc làm nó không đến nỗi, cái tác hại nó không đến nỗi, cái khổ đau nó không đến nỗi. Vì chúng ta chưa là người hoàn hảo, chúng ta không phải như bậc thánh hay Phật mà có thể toàn vẹn được tất cả, nhưng ít ra chúng ta là người tu tập. Như vậy một Phật tử quy y không phải chỉ có cái pháp danh, có cái chứng điệp quy y, hay là mình theo một cái cách suy nghĩ đơn giản của mình là gia nhập một tôn giáo, mà một Phật tử quy y rồi thì bắt đầu có chánh niệm, có tuệ giác soi rọi vào mọi hành vi cách sống của mình. Như vậy thì mình theo Phật giáo, mỗi ngày mình có giáo được cái thân mình. Cái thân của mình thường ngày ngủ ngày 8 tiếng, giờ vô đây còn lại có 3 tiếng à. Mà tưởng có ngày còn ráng mà nó quên tới 3 ngày rồi. Rồi cộng lại 3 ngày ngủ ở đây bằng có 1 ngày tôi ngủ à. Đó, nó mệt lắm đó. Nhưng giáo nó, ráng chút nghe con, ráng hạnh phúc 3 ngày. Cái gì mình cũng phải gia tâm vô nó, mình cảm hóa nó, mình nói với nó. Nhiều khi cái thân quý vị mà đau quá, quý vị đặt cái tay mình lên cái chỗ đau đó, và mình gửi cái năng lượng bình an và cái sự cảm hóa đó. Cái chân này nó đau mấy ngày nay lắm, nhưng mà bây giờ mẹ phát nguyện đi tu, tu tập 3 ngày, thôi con tu theo mẹ nha. Chúng giống mình nói một đứa nhỏ thôi, hay là mình nói với một đứa nhỏ trong bụng mình gọi là thai giáo. Bây giờ mình đặt cái tay mình vào cái thân thể đau khổ, đau nhức của mình để mình thân giáo. Mỗi lần Pháp Hòa ra pháp thoại, hễ mà đi ngang bằng tổ mà xá tổ thì khấn tổ, đi ra bằng Phật xá Phật thì khấn Phật. Mà cái khấn Phật, khấn tổ của Pháp Hòa là gì? Con sắp sửa ra pháp thoại, xin chư tổ bảo hộ cho con, gia hộ cho con nói đúng chánh pháp, hướng dẫn cho được quý Phật tử đương cơ để người ta nắm được sự tu tập. Có nhiều khi mình ra mình nói cái gì đó nó rất là siêu màu, nhưng mà ở dưới người ta nghe người ta không hiểu gì hết. Như vậy thì cái đương cơ
chưa hợp. Cho nên chúng nghe pháp có bốn loại, bốn chúng thôi. Quý vị đang ngồi đây đúng thời điểm này gọi là đương cơ chúng. Quý thầy quý sư cô nghe mấy cái này nhàm biết hết rồi, nhưng mà ngồi đây để yểm trợ đại chúng, gọi là gì? Khuyến tấn chúng. Các vị ngồi đây để khuyến tấn, để mà yểm trợ, chứ các thầy các cô hiểu biết hơn cái này. Vậy thì trong chúng nghe pháp, tại sao kỳ thỉnh thoảng mình đọc trong kinh mình thấy khi Đức Phật thuyết pháp có chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp có mặt trong pháp hội đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật giảng, Đức Phật đâu có gọi các vị đâu. Đức Phật gọi ai? Này các thầy, này các vị thí chủ, chứ Đức Phật đâu có kêu này chư thiên, này chư Phật, này chư Bồ Tát. Vậy mà sao pháp hội nào Phật, Bồ Tát, chư thiên đều có mặt. Như vậy thì cái vị đó, các vị đó xuống là cái gì chúng? Khuyên tấn chúng, yểm trợ chúng. Còn đương cơ của Đức Phật giảng là ai? Là chúng sanh của chúng ta, là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cho nên Đức Phật gọi, này các thầy, này các vị tỳ kheo. Còn Phật Bồ Tát là ngồi đó yểm trợ thôi. Và thậm chí Đức Phật nói, như Đức Bồ Tát kia có một cái pháp tu lắng nghe rất là viên mãn, Bồ Tát đó tên là Quán Thế Âm. Mình nghe xong đại chúng biết trong đó có vị nào tên là Quán Thế Âm sao? Ngước lên chiêm ngưỡng Quán Âm. Cũng giống như ví dụ ngồi đây mà nói thầy Tuệ Nhất thế này thế kia, quý vị sẽ hướng về thầy Tuệ Nhất. Như vậy thì các thầy các cô ngồi đây yểm trợ cho mình. Và Pháp Hòa tin rằng trong pháp hội này có những người đi chung với mình là thân nhân của mình, họ không có nhu cầu gì đi đây hết á. Họ đi đây là để yểm trợ cho mình thôi. Có không? Cái vị nào đi để yểm trợ tinh thần cho vợ, cho chồng mình ta giơ tay thử. Có. Tại Pháp Hòa biết có những người người ta không có nhu cầu đi đâu hết, mà nhất là đi mấy cái vụ này. Nhưng mà tại vì nhà tôi muốn đi thì tôi đi với nhà tôi cho đủ nguyên bộ cửa. Cho nên người ai mà say qua nói dạ thưa thầy, dạ thưa anh, thưa chị, đây là nhà tôi, thì mình tự nói dạ tôi cũng giới thiệu đây là cửa của tôi. Tại nhà đâu thì cửa đó. Hồi đó có cái anh đó, anh tên là Alu. Chủ nhân ảnh làm việc cho người chủ, thì người chủ mới dặn ảnh đó, tôi bữa nay đi vắng mấy ngày nè, anh ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo nhà cửa nghe không, nhớ coi cửa nhà. Cuối sớm mà đá gà, ảnh đi coi mà ảnh tháo cửa anh dắt theo. Rồi về tới nhà thì ăn trộm vô hốt hết đồ rồi ảnh dắt cái cửa đi rồi. Về nhà chủ mình rầy, anh nói ta biểu mi ở nhà coi chừng cửa nẻo mà tại sao mi đi đâu để cho nhà mất hết. Dạ ông dặn coi cửa, cửa còn nguyên đây. Anh này là anh thông minh hết cỡ rồi. Vậy mà người chủ vẫn rủ lòng thương với anh, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng anh. Và cuối cùng anh trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng. Tại vì mình chưa khai thác được đúng cái mức gọi là tuyệt vời của người đó. Cho nên Đức Phật dạy có nhiều khi thân vui tâm không vui. Thì bây giờ cái thân mình có vui, nhưng tại sao tâm mình không vui? Thì phải quan lại, có phải là mình chưa biết quân bình nó không? Có phải là mình đòi hỏi quá đáng không? Cho nên nhiều khi mình sống chung với nhau, tại sao mình không bằng lòng với gì người kia? Mình trách người đó thế này, người đó thế kia, thiếu sót cái này, thiếu sót cái kia. Được đi, nhưng khi mình quán về họ, mình nói về họ xong cái mình quán lại mình, có phải mình hơi cầu toàn quá không? Có phải là mình hơi đặt để nhiều quá không? Nếu mà nhìn kỹ thì đâu đến nổi. Bằng chứng là tôi chấp nhận 20 năm trước mà. Nếu mà 20 năm trước đâu có hợp mắt tôi đâu có rước về tới giờ. Rồi tự nhiên 20 năm tôi phát hiện. Như vậy thì mình nhìn lại không đến nổi. Và khi mình quán được như vậy thì cái tâm mình nó từ một cái mức độ bực bội nó hạ xuống ở cái mức trung bình.
thì mình làm sao mà cho thân tâm mình đó nó quân bình đến cái chỗ tốt đẹp. Thân vui mà tâm không vui cũng được, mà tâm vui mà thân không vui cũng được. Mà trên nguyên tắc là hễ mà tâm không vui thì thân nó sẽ không khỏe theo. Bữa nào lòng mình mà lo lắng coi ăn cơm ngon không? Thử bây giờ mà quý vị ngồi đây mà lỡ mình khởi tâm bực bội một chút thôi, không muốn làm gì nữa, không muốn tham gia gì nữa, thậm chí muốn đi về phòng ngủ cho rồi. Và quý vị có những chuyến đi hành hương, mặc dù mang tiếng đi hành hương, mà nếu như chúng ta không có tu tập trong chuyến hành hương, có thể xin bỏ vé đi về nữa chừng. Cho nên một quá trình, tất cả đời sống hàng ngày chúng ta là một quá trình, từ việc lớn tới việc nhỏ. Cho nên nhớ rằng tất cả mọi sự thành công mà ngày nay chúng ta có được không có gì đâu, chẳng qua là một quá trình thôi, một cái quá trình mà chúng ta phải đi qua. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ đi qua chỗ nào và nó an toàn chỗ đó. Còn nếu chúng ta không chánh niệm thì cũng đi qua, nhưng mà qua tới đâu nó sập đổ tới đó. Ví dụ một cái mình đi ngang vậy nè, nhưng mà nếu mình biết khiêng một cái tủ á, một mình khiêng cái tủ từ đầu này tới đầu này, nếu chúng ta có chánh niệm khiêng cái tủ thì khiêng cái tủ không trầy, không làm tổn thương tường vách, cũng khiêng cái tủ thôi, nhưng chỉ khiêng đại cho nó có qua bên này, mà thiếu một cái sự tư duy quán chiếu cẩn thận thôi. Sau khi cái tủ qua tới đây, tường vách nó bị rách, nó hư một số chỗ, cái tủ này nó bị trầy trụa một số chỗ, mặc dù nó có đủ chỗ để nó đi qua, nhưng vì chúng ta không đủ sự cẩn thận. Hết biên tiếp. Cho nên em biết thân em lắm. Đã đến lúc phải chặt pin điều điều. Cuộc sống mình cũng vậy thôi. Thí dụ như ngày xưa đó, mình hợp với nhau, chuyện gì nói ra cũng hợp hết đó. Nhưng mà tự nhiên giờ nói ra hai ba câu là gây rồi. Như vậy thì chúng ta không thể gì như vậy, rồi chúng ta bắt đầu xù. Mà bắt đầu mình phải nhìn lại thôi, bây giờ cái góc này nè, mỗi lần hợp với nhau góc này là có chuyện nè, thì bây giờ mình ráng làm sao chỉnh chu góc này, để mỗi lần tới cái khúc này, cái khúc quẹo này nè, là không ai đụng ai nha. Quý vị hiểu được chỗ mà nói không? Cuộc sống nó vậy thôi. Và nếu như mình làm được cái đó, mình tu tập được cái đó, là mình là Phật giáo. Tại vì Phật là tỉnh, Phật là tỉnh, mà hãy chỗ nào nó cần quẹo cái cua chỗ đó, để nó đừng có đụng chạm, thì mình là quẹo khéo hơn. Quý vị nào mà khiêng một cái tủ mà phải ra một cái cửa không rộng, thì quý vị sẽ biết cách uốn éo cái ngã tủ như thế nào, mình đi như thế nào để đưa cái tủ ra khỏi cửa mà an toàn, không có vấn đề gì hết. Đi thẳng không được, nhưng biết cách uyển chuyển. Vậy thì cái tu tập của chúng ta là chúng ta chuyển theo đó. Cho nên Đức Phật chuyển pháp luôn. Mà bàn tay của Đức Phật chuyển pháp luôn là hai cái tay ngàn chuyển lại, nghịch lại để chi? Thuận. Hãy chuyển là phải biết cách, hãy chuyển là biết cách, mà việc chuyển cách thuận gọi là chuyển pháp, mà chuyển pháp được thì là chuyển nghiệp. Cho nên Đức Phật á, tất cả những bàn tay mà Đức Phật bắt là biểu lộ của cái tâm. Ấn là tượng trưng cho tâm. Không, mà ví dụ như, xin thưa đại chúng, hôm nay tôi rất là hạnh phúc, cho tôi cho mình đưa vô vậy nè, thì cái bàn tay này đưa vô đây là một cái ấn. Mình biểu lộ, mình nói cái gì, thầy tuệ nhật số 1 thì mình đưa cái tay lên để mình biểu lộ, thì cái này cũng ấn mà. Ấn này là ấn cái, cho nên gọi là ngón cái. Vì vậy cho nên mình tu là chuyển nghiệp. Nếu như cái nghiệp nào mà nó có mặt với mình mà mình chưa biết quán chiếu để mình chuyển nó theo cái cách của mình, theo cái hoàn cảnh của mình, đừng có nhìn người ta rồi bắt mình phải theo. Mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình để chuyển. Nhà người ta có hai cánh cửa, người ta mở toang ra, người ta bưng cái tủ cái vào vào. Nhưng nhà mình chỉ một cái cửa mà nó lại hẹp, thì mình phải biết cách ra để không bị trầy. Chứ không phải nói nhà kia nó bưng cái tủ đi vậy đó, nhưng đó nhà người ta hai cửa,
Nhà mình có một cửa thì cũng cùng một cái đi ra, mà tại sao người ta đi ra thoải mái còn mình thì phải tư duy vì phải tự biết cái hoàn cảnh của mình. Ở đây ai đọc kinh Pháp Hoa rồi? Quý vị nhớ phẩm thứ ba không? Ông trưởng giả có một cái nhà, phải không? Và cái nhà này nó cũ mục. Cửa ra thì mấy cái? Một cái cửa ra thôi. Mà các con của ông lại ở trong cái nhà đó chơi giỡn, lửa cháy mà không biết đường ra. Ông có kêu gào cỡ nào các con cũng không nghe. Cuối cùng ông phải nghĩ ra cái cách: các con ơi, ta có ba thứ xe, xe dê, xe hươu, xe trâu. Đứa nào ra khỏi cái nhà này, ta sẽ cho ba thứ xe này. Các con nghe như vậy thì đua nhau ra khỏi cánh cửa đó. Như vậy thì trong cái câu đó, nhà này lại ủ dột mà lại chỉ có một cái cửa ra. Thì ông trưởng giả phải tự biết dùng phương tiện để làm sao các con ra khỏi cái nhà một cửa này. Chúng ta cũng thế thôi. Mình thấy người ta mặc cái đó đẹp, chưa chắc mình đẹp, mình mặc nó đẹp đâu. Tại mình không có cái tướng đó. Cho nên một cái người trong kinh Bách Dụ kể, cái anh mình phải tự biết mỗi thân tâm của mình, hoàn cảnh của mình, người thân của mình, để chúng ta đưa cái pháp tu chuyển hóa thân tâm để ứng. Có những người họ nóng, mình sống với một người đó tâm, tự mình phải biết như thế nào để cái sức nóng của người đó không đến nổi và mình cũng không bị chán. Tại vì mình không khéo, mình chọc cho họ nóng nảy rồi mình là cái người hốt hụi, mình là cái người khổ và mình cứ phải, rồi cuối cùng mình cũng khóc lóc, mình khổ đau là tại sao tôi phải sống với một người như thế này. Và trong cái đó mình chưa biết cách làm sao để mình thích ứng. Như vậy một phần trách mình người đó, chúng ta cũng có nhìn lại được cái cách sống mình như thế nào để mình chưa có thể phù hợp được với cái hoàn cảnh. Được như vậy thì từ bốn ngàn người này, thân vui, tâm không vui, tâm vui, thân không vui, thân tâm đều không vui, thân tâm đều vui. Bây giờ để đi đến cái chỗ thân tâm đều vui, nhảy một cái liền không được. Bây giờ mình đặt cái trường hợp là mình thân vui và tâm không vui thì mình có quán sao? Để lấy cái tâm vui này nó cảm hóa cái thân chưa vui. Mà nếu mình nhìn vô mình nói là mặc dù nhà người ta ăn gạo nàng tiên, nhưng mà nhà tôi không có gạo nàng tiên mà có cô bé lọ lem. Tông hòa luôn luôn. Cho đến giờ lúc này, cuộc sống tu tập của ông bà mỗi ngày đều là một cái sự cố gắng từ tất cả mọi công việc, cho đến mọi cái việc làm đời sống chính bản thân mình hay là việc Phật sự của mình. Chỉ một mình chèo sống, mình bơi lội thì mình phải cố gắng như thế nào để mình tập vào bờ được một sự bình an. Nếu như mình ở một cái hoàn cảnh mà rơi vào một cái dòng sông không có ai bơi với mình, không ai cứu giúp mình, xoay nắm thay, mình vẫn còn chiếc phao để mình bảo, thì bây giờ mình đã có một phương tiện tối thiểu nhất để giữ cái thân mình nổi ở trên cái bờ hồ này rồi, mặt nước này rồi, thì cái việc làm của chúng ta làm sao bơi với cái ao. Còn không thì chúng ta có một cái phao nổi mà chúng ta không biết sử dụng, nó ôm chết cái phao nổi thì nó rất hiểm. Chúng ta không phải sống trên vào thời sinh học, chúng ta không phải sống vào thời chánh pháp, mà chúng ta cũng đã qua cái thời kỳ tưởng pháp. Bây giờ người ta hay nói là thời mạt pháp.
Nhưng mà thật sự lưu đại chúng, pháp Phật không có mạng. Giáo pháp là chân lý mà sao mạng được? Chỉ vì chúng ta chưa biết ứng dụng, cho nên nó đầm ra để yên đó mà không được sử dụng. Có một ví dụ, ở nhà mình có một bịch bột là mì cay, nhưng mà tại mình không biết nhồi mì cay, cho nên bịch bột đó nó xanh ngọt rồi mình để bỏ. Thì mình nói là nhà tôi cũng có bịch bột mà tại vì tôi không biết làm, tôi nhồi tôi xả là sao lát không còn miếng mì cay nữa, bột đã cho hết vậy. Từ một cái ký bột mình nhồi như thế nào, mình xả nước như thế nào để một lát một ký bột đó nó còn được trình một cái nắm tay hay nắm tay một cục mì cắn, cho nên gọi là mì cắn. Mì cắn là sau khi mình nhồi một mì mà mình rửa, mình làm bằng mọi cách để nó còn lại cái tinh yếu của cái bột mì đó. Thì trong có thể trong nhà chúng ta đủ thứ kinh sách, chuỗi gì chúng ta cũng có hết, chuông Tây Tạng mình cũng có, chuông Ấn Độ mình cũng có, chuông Đài Loan mình cũng có, chuông Nhật Bản mình cũng có, nhà mình toàn là chuông xịn không, nhưng mà không biết cách thỉnh chuông, và thậm chí không thỉnh tiếng chuông, thì mình có một cái tổ chức chuông, chuỗi nào mình cũng có hết. Trồng gió, trồng gì mình cũng có hết, một cái tủ gì cũng có niệm đâu. Còn nếu không sẽ biến cái sông chuỗi đó thành một cái sức thời trang sức. Mặc áo tràng nào sẽ đem chuỗi nào. Mặc bộ đồ nào đi chùa sẽ mang cái giỏ nào. Trời ơi, bây giờ giỏ sách đi chùa thôi nè. Đủ màu, đủ sách, đủ kiểu, con sen, con súng. Như vậy thì mình đâu có thiếu gì đâu. Mà không thiếu gì hết. Thậm chí là như vậy, cái quan trọng là chúng ta đã sử dụng những cái chúng ta có như thế nào để người ta được nhìn mình mà ta thấy mình là tượng pháp. Tượng pháp là sao? Hào hào, giống giống, ná ná. Hồi xưa chỉ có bộ đồ bạc hò, bây giờ nó mấy hò mấy bạc rồi. Bạc xéo xéo có, bạc nó viền viền có, áo tràng giờ viền cái cổ nâu, áo lam viền viền nâu, rồi bông hồng, bông súng, bông sen gì nó ẩn lên đủ cái. Thì cái đó là tượng pháp, ná ná nhìn giống giống. Cho nên cái tượng pháp là gì, người ta định nghĩa chánh pháp là gì, thiền định kiên cố. Người ta định nghĩa tượng pháp là gì, chùa tháp kiên cố. Chùa nhiều, tháp nhiều, áo tràng đủ kiểu, sách vở đủ kiểu, chuông mỏ, chuỗi đủ kiểu, những gì đó. Nhưng mà giống hơn, na ná vậy đó, cái đụng vô là có vật chất Phật tử không? Vậy thì bài pháp không phải là pháp Phật mà pháp của Phật thì này, mà do chúng ta có mà không biết sự gì đó. Chân lý nó có đó, nhưng chúng ta không biết học chân lý. Cho nên cuối cùng chúng ta thân không buồn, tô một chặt, đau chỗ này, bệnh chỗ kia, tâm đây chừng nào. Thì thân không buồn mà tâm cũng không buồn. Thì đây là một sự làm ăn rất lỗ lạ. Không dám nói gì lâu dài, nội ba ngày nay thôi. Ba ngày nay thôi là mình có biết là cuộc đầu tư này cuộc đầu tư này nó có lợi lạc cho mình hay không, thì tự mình tùy vào cái sức tư duy quán chiếu ứng dụng tu tập. Cho nên cái bài tụng hồi nãy, chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người, đó là một cái may mắn chúng ta sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tứ tập, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân, năng lực của tăng còn giới luật bồ uy nghiêm đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy,
đi về nẻo tối tăm, lại được một bạn hiền đi trên đường trên đánh có ánh sáng chiếu soi của Phật và Bồ Tát. Bây giờ nếu bạn nghe ra những hạnh phúc của mình quá đủ, chỉ có một điều là có biết hưởng cái hạnh phúc đó không, có biết ngắm trăng đầy trước ngõ không, có biết vui với một chung nước bình thường, một chén cơm bình thường không? Cho nên không thiếu gì hết. Phật tử bây giờ không thiếu chuỗi, không thiếu chuông, không thiếu mỏ, không thiếu áo sàng, mà mình sử dụng lộn mỏ. Có một cái mỏ cần sử dụng. Quý vị hiểu rồi đấy. Đừng để mình phải chỉ vui cái thân mà không vui cái tâm là khổ luôn. Tại vì cái thân này mới đầu nó vui vui vậy thôi, mà cái tâm là nó khổ, riết nó bắt đầu nó lớn sân, bắt đầu tâm buồn và cho nên buồn ăn, chán nản, không muốn ăn, thân sẽ, tâm nó sẽ mệt mỏi. Cho nên thân vui mà tâm vui cũng chưa được, mà tâm vui mà thân không vui cũng đỡ đỡ. Nhưng mà ráng làm sao thân vui mà tâm cũng vui, cái đó không có gì mà không làm được. Tùy theo cái cách mình quán chiếu tư duy để mình biết quyển điện lòng đất lèo lái để mình ứng dụng. Thí dụ có một cái chén, chỉ có một cái đĩa. Bây giờ mình ăn canh, ăn cơm, ăn trái cây cũng là nó. Bình thường mình bữa tiệc á, chén nào ăn canh, chén nào ăn cơm, đĩa nào ăn thức ăn, đĩa nào dùng cho trái cây, đủ các loại. Nhưng hôm nay ở một hoàn cảnh chỉ có vậy thôi, chúng ta vẫn sử dụng được không? Ở đây có ai từng lấy cái kim nhang làm tâm sữa răng không? Tại sao lúc đó phải lấy kim nhang? Vì lúc đó đâu có tâm sữa răng, mà nó chỉ có cái tâm này thôi. Mà tâm này thôi thì bây giờ có cái cây gì nó nhỏ nhỏ, mình ướp nó ra để mình xỉa cho răng là được rồi. Mà tại sao phải rắn cái xiêm? Tại sao mình phải xỉa răng? Chỉ có một chút đó nó còn vướng trong răng, khó chịu lắm. Dù chỉ một chút phải tìm mọi cách lấy nó ra. Vậy mà có một chút xíu nó vướng trong lòng bao nhiêu năm không lấy ra được. Ai lấy ra? Đụng đụng vô đụng vô là trả một giá à. Vậy mà khi một chút nó dính trong răng mình lại cứ tìm mọi cách lấy ra. Thế thì có những cái nó ở trong lòng lâu ngày quá rồi, mà nó cũ rít rồi, nó cũ mềm luôn rồi mà không chịu bỏ. Lâu lâu lấy ra ngửi, nhìn nó ra cắt vô lại, mà mỗi lần đem ra là khóc rồi đem. Mỗi lần đem ra là khóc và tủi thân, tủi hận, và khóc đủ kiểu nhưng không có bỏ. Vậy thì có phương pháp làm cho thân tâm an vui như chính mình còn tiếc rẻ chưa dám bỏ. Quý vị hiểu được điều mà nói. Cho nên Đức Phật dạy, anh là mình, ai hỏi mình anh theo tôn giáo nào? Dạ tôi là Phật giáo. Phật giáo không phải là anh là một tín đồ của một tôn giáo gọi là Phật giáo. Phật giáo không tôn giáo gì đâu, mà Phật giáo là tỉnh thức, là sáng suốt để biết cái nào chưa được giáo hóa anh phải giáo hóa đó. Anh phải có bổn phận giáo hóa thân anh, tâm anh. Không còn ví dụ nha, một vị xuất gia còn trẻ hay là mình hơi trung niên mới đi tu thì mình sẽ có một thói quen lắc đùi, có thói quen lắc đùi, ăn ngon và cũng lắc, nghe nhạc hay cũng lắc, mà lắc ở dưới chân xong rồi lắc lên thấy con người. Nhưng mà người tu đâu có vậy nữa. Thì cái vị thầy giáo thọ của mình, thầy lớn của mình mà khi thấy mình lắc chân, dỗ cái chân mình, hay là
nhìn mình một cái là mình biết rằng mình đang có cái gì sai sai. Các ngài kêu có chỉ sao là mình đang làm gì, nhưng khi các ngài nhìn mình cái thì tự nhiên biết mình. Tự nhiên một cái thấy cái thói quen của mình là người ta nhìn mình là mình cực lên liền, phải không? Đúng không? Đó là cặp mắt của Đạt Ma Tổ Sư đó. Tại sao quý vị đi vô chùa quý vị cặp mắt của ngài Đạt Ma Tổ Sư trợn dữ vậy? Mình đang ngồi giáo viết chờ ở cái hình này đẹp trai mà chết ổn quá em. Ai vô mấy cái bằng lên điểm danh hiểu đó. Cái cô này để con nhiêu tuổi vậy. Rồi mà hãy đi qua cái bàn thờ tổ mà thấy cái hình của tổ chăm mắt mình tự nhiên vui lòng. Thì thầy mình cũng vậy đó. Mình đang mang sang lít xích vậy mà hãy thầy mình cũng cần nhìn mình. Không cần biết thầy đang nói cái gì nhưng thầy nhìn mình nghĩa là đã có vấn đề. Thì có vấn đề sự lực gì. Vậy thì mình giáo hóa cái cặp chân của mình. Mình giáo hóa nó. Tại vì lúc mình bình thường mình đã lắp chân thành một thói quen. Mà cái thói quen này gọi là nghiệp. Mặc dù không phải ai. Không phải ai hết lắp chân của ai hết. Nhưng mà nếu anh là người xuất gia, nó sẽ tự hại thời tu của mình là cái thân mình nó không đủ nghiêm túc. Tại vì anh là người xuất gia, anh là người thường anh lắc đến sáng cũng hay không. Mà thậm chí anh không lắc là bị lắc đi. Và bằng chứng tôi nói cho anh biết là bình thường anh còn kiếm bút lắc anh muốn. Nhưng mà đã tu rồi thì chẳng những không muốn bút lắc mà lỡ nó tự lắc phải bị thiệt không sợ. Giáo hóa cặp chân lắc đó là còn giáo anh tích, anh tỉnh là tự kiểm soát mình. Cho nên cái lời nói của mình vừa tỉnh là kiểm soát là lời nói. Mà luôn như vậy thì chúng ta gọi là Phật giáo. Mà Phật giáo là dạy chúng ta vui cả thân và cả tâm. Chúng ta tạm dừng ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên là sáng hôm nay chúng ta có một buổi sinh hoạt trước. Thì giờ này cũng đã đến giờ chúng ta giải lao và tiếp tục để theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Thì trước khi chấm dứt, chúng con xin thỉnh quý công đức và đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem